mấy tháng rồi, Vân mới quay lại nhà hàng Kiyuta Sushi Sake. Vân vẫn chọn bữa ăn omakase với mức giá như lần trước, để xem tối nay các đầu bếp sẽ dành cho mình những bất ngờ thú vị nào nha. Các vị ngày hôm nay mình sẽ có đây là bào ngư, sò điệp và ốc. Mình là ăn chung với sốt ăn cà kê. Món khai vị ngày hôm nay là sò điệp, ốc chubugai và bào ngư Úc, được nấu chậm ở nhiệt độ là 60-70 độ C trong thời gian là 1 tiếng rưỡi. Mình nghĩ là thường mình nghĩ là ốc hay bào ngư mà nấu lâu như vậy thì nó sẽ dai, nhưng mà bởi vì đây là nhà hàng áp dụng cái phương pháp nấu chậm ở nhiệt độ thấp, thành ra thức ăn vẫn giữ được cái độ tươi ngon ở bên trong, không có bị khô, và các món hải sản không có bị dai tí xíu nào luôn, ăn rất là ngọt. Cái phần đặc biệt của mình ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu trên đây là tôm hùm mình, và bên đây mình sẽ là nhum mình, ốc chua gai, hai phần cá hồi, một phần nạc lưng và một phần mang cá hồi, cá ngừ, bên này là cá hồi, hay sò điệp, thảo. Bên đây mình có mực với bên tôm, cá bơ. Mình sẽ ăn những cái phần còn ăn trước, sau đó mình ăn những cái phần còn lại. Cảm ơn em. Khay sashimi hôm nay nhìn ngon quá. Vân đếm thấy có tổng cộng là 12 loại. Bây giờ thì mình sẽ ăn những cái loại cá và hải sản có màu trắng trước theo như hướng dẫn của bạn đầu bếp, rồi mình sẽ ăn những cái loại cá và hải sản đậm màu sau ha. Thường người ta ăn luôn cái lá này hay là mình ăn riêng? Mình thích thôi, mình ăn luôn thôi, còn không thì mình sẽ ăn cá, rồi mình thích wasabi lên là ăn chung. Tái tôm, đây là tôm hùm. Tôm hùm. Dạ. Okay. Chút xíu nữa cái phần uni này nè, chị có thể kết hợp với những cái loại cá chị tùy thích ở giữa. Oh. Nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Em nói lại cá này. Cái này là bụng cá hồi. Đây là mang cá ngừ, nạc lưng cá ngừ, akami, đây là cá cam. Ok. Cảm ơn em. Cái này ăn nguyên miếng luôn hả ta? Uni là gì vậy em? Trứng tôm à. À, trứng tôm à. Trứng có con tôm hùm. Dạ, trứng có con tôm ngọt. À, tôm ngọt. Cá hồi. Giờ mình sẽ lấy một miếng uni. Mình ăn chung với lại cá. Cá hồi và uni. Cá ngừ của cá ngừ sông xanh đó. Cam hao otoro. Đúng rồi, cam hao otoro. Thì nó chỉ có 1% trên con cá là. Ví dụ con cá 100 kg thì nó chỉ có 1 kg thôi. Chị thích cái phần này nè. Mà bữa bạn khò lửa đó, ăn ngon hơi ngon luôn. Nó cũng cùng của một con cá ngừ mà hai cái màu sắc nó khác nhau nhiều quá. Ok. Nakami. Nạc lưng của cá ngừ vây xanh. Chúng em sẽ nấu súp cho mình. Cái đầu con tôm hùm là mình sẽ đem đi nấu súp miso. Sau khi mình ăn khai vị và các món sashimi thì mình sẽ có hai món nướng. Và cá nướng của mình hôm nay là gintara. Gintara là cá tiết ạ. Cá tiết nướng miso và mình ăn kèm đấy là củ sen ngâm chua. Hồi nãy chị thấy em có bỏ cái sốt là dạ, là sốt ăn cà kê luôn hả chị? Sốt ăn cà kê luôn. Cảm ơn. Nó sẽ đầy đủ vị hơn.
chín này là vừa chưa, có muốn em nướng thêm chút xíu nữa không? Tùy chị thôi. Thôi nướng thêm mà chị xíu dạ, nữa. Của em là ok. Yeah. Ok, xuống cho ba lại sắp bên chưa ta? Thịt gà xay dầu mè và hành ăn kèm với rau củ. Ăn kèm với rau củ. Dạ, mình hè qua lửa mình kích cái dầu ở phía trong nó ra bên ngoài nó sẽ thơm hơn. Cá mặt quỷ này nó lớn không? Dạ. Sao cái gan nó to? Cũng tùy, chỉ có loại lớn và nhỏ. Có cái gan mà to nhất mà tụi em từng nhập về là nó khoảng 1 ký. Ăn xong món này là Vân đã thấy no no rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ được thưởng thức các món sushi. Xanh bằm, trứng cá hồi, nhum biển á. Hôm nay đặc biệt hơn mình sẽ có trứng cá đối. Dạ, em sẽ mài cái trứng cá đối em phết vô đây. Cái trứng cá đối ít có lắm hả em? Dạ, ít có lắm. Nó người ta làm khô lại luôn á chị. Cá ngân và sốt tắc dù dù. Cá ngân và sốt tắc. Đầu bếp giới thiệu nhà hàng hôm nay có một cái loại sốt rất là ngon, sốt gạch tôm. Cái sốt này á thì được làm từ gạch tôm nướng, trứng gà, miso và xào với rượu. Sushi với tôm thì Vân cũng được thử nhiều lần rồi, nhưng mà đúng là nhờ cái sốt gạch tôm nướng này thì món ăn nó có một cái hương vị rất là đặc biệt, ăn ngon lắm. Ngân đúng không em? Không phải, cái này là cá hồng biển. À, cá hồng biển. Cá hồng biển của Nhật Bản, Madai á chị, dòng cá tai á. À, cá tai. Cái này thì mình giữ lên cái phần da mình khè lên, chút mình ăn vô mình sẽ thấy cái mùi khói nhẹ ở trong miệng mình. Con này thì mình không ăn với nước tương, mình sẽ ăn với lại nước cốt chanh vàng và muối. Có vị chua để bắt đầu là mình lia lại, mình reset được cái miệng, giống mình như là cảm nhận cái những cái béo sau đó như là thanh vị.
hơn. Nhưng mà đặc biệt hơn là mình kết hợp hai cái vị trí của nó lại. Mình dùng cái đồ béo của cái phần này, nhưng mà lúc nãy chị ăn rồi là ăn tươi. Còn giờ là mình ăn chè, mình kết hợp một chút xíu nạc lưng. Nó sẽ ra một cái mùi rất là ngon. Vậy cái này là Akami hả? Dạ, cái này Akami, cái này là Toro. À, Toro, Toro, mình kết hợp Toro và Akami. Sushi của mình bằng một vị sò điệp hè. Là vị này kết thúc sushi rồi, chắc mình cũng no rồi không chị? No, no lắm rồi. Để em chuẩn bị súp tôm hùm cho mình nè. Sốt này nó có trứng cá tuyết phía trong. Bây giờ em sẽ khè, nó sẽ nổ một cái phần bên ngoài. Nó nổ như pháo bông vậy. Mình đốt pháo bông sớm. Là một lần nữa, lúc đó nó mới thơm. À, hay quá. Sốt này tên là sốt gì em? Là trứng cá tuyết, là mentaiko. Vâng, thích ăn omakase bởi vì trong cái quá trình mà mình thưởng thức bữa ăn, mình có thể giao lưu và học hỏi được nhiều điều thú vị từ các đầu bếp. Bữa ăn hôm nay rất là ngon, đầu bếp của nhà hàng Kiyota rất là sáng tạo. Những món mà Vân ăn hôm nay hầu như là không có bị trùng lắp với những món của bữa ăn hôm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những vlog của Vân. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nha.